Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của DiPro Việt Nam. Khi sở hữu một chiếc xế hộp mới, ai trong chúng ta cũng nâng niu và muốn chăm sóc nó tốt nhất. Nhưng bạn đã biết một chiếc xe ô tô mới cần bảo dưỡng những gì và khi nào cần thực hiện hay chưa? Liệu cách bảo dưỡng xe ô tô mới có giống như những chiếc xe cũ hay không? Nếu bạn chưa nắm rõ được những thông tin này, thì hãy theo dõi video dưới đây để biết cách chăm sóc, bảo dưỡng giúp xe bền và vận hành ổn định. Một chiếc ô tô mới cần được bảo dưỡng sau khi đã vận hành được khoảng 5.000 km hoặc 4-5 tháng sau khi bắt đầu sử dụng. Các nhà sản xuất khuyến cáo nên bảo dưỡng xe mới vào thời điểm này, họ đã tính toán dựa trên đặc tính và tình trạng chung của hệ thống động cơ, linh kiện, máy móc. Việc kiểm tra và thực hiện cách bảo dưỡng xe ô tô mới sẽ đảm bảo độ an toàn, ổn định của các chi tiết này, giảm sự cố hỏng hóc không đáng có, đồng thời tăng tuổi thọ cho các chi tiết của xe. Bảo dưỡng động cơ xe sau 3.000 km đến 5.000 km. Mỗi hãng xe ô tô khác nhau sẽ có những thời điểm bảo dưỡng động cơ xe ô tô mới khác nhau. Vì vậy, cách bảo dưỡng xe ô tô mới cũng tùy thuộc vào từng hãng. Tuy nhiên, thời gian hợp lý cho việc bảo dưỡng lần đầu sẽ rơi vào khoảng từ 3.000 km đến 5.000 km, tương đương với 3-6 tháng bắt đầu từ thời điểm sử dụng xe. Để cách bảo dưỡng xe ô tô mới chuẩn và đạt hiệu quả nhất, thì lần đầu tiên bạn nên đưa xe tới trung tâm chăm sóc chuyên nghiệp thay vì tự bảo dưỡng tại nhà. Như vậy, động cơ sẽ được chăm sóc kỹ càng và tốt nhất, tạo tiền đề cho hoạt động ổn định lâu dài. Động cơ có rất nhiều các bộ phận cần bảo dưỡng như lọc dầu động cơ, lọc nhiên liệu, lọc gió, dây đai cam, dây đai dẫn động, nước làm mát, thay dầu và kiểm tra hệ thống lọc dầu sau 5.000 đến 10.000 km. Có rất nhiều ý kiến về cách bảo dưỡng xe ô tô mới trong thời điểm thay dầu và lọc dầu cho xe ô tô. Nhiều người cho rằng nên thay dầu xe ô tô sau 20.000, thậm chí 30.000 hay thậm chí là thực hiện sau 50.000 km đầu tiên. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tần suất sử dụng xe và số km lái xe mỗi ngày thì thời gian này cũng khác nhau một chút. Những xe vận hành khoảng 20 đến 30 km một ngày với điều kiện lượng dầu máy liên tục được làm nóng thì nên thay dầu mới với mốc thời gian 5.000 km. Còn những chiếc xe chỉ di chuyển dưới 2 km một ngày thì nên thay dầu với mức thời gian sớm hơn. Bởi vì xe hoạt động ít thì lượng dầu tồn đọng sẽ nhiều hơn, lâu dần có thể tích tụ, bị vón cục hay có thể bị lẫn nhiều vụn kim loại, gây ảnh hưởng xấu tới động cơ, nên sẽ cần thay dầu sớm hơn những chiếc xe hoạt động nhiều. Việc thay dầu không chỉ để loại bỏ tạp chất mà còn để các chi tiết máy trong động cơ vận hành mượt mà hơn, giảm sự hao mòn giữa các chi tiết trong một chiếc xe còn mới. Ngoài ra, việc thay dầu còn tùy thuộc vào loại dầu sử dụng, không phải loại xe nào cũng sử dụng loại dầu giống nhau. Dù là xe ô tô mới mua hay xe ô tô đã qua sử dụng lâu ngày thì vẫn cần thiết thực hiện việc thay dầu định kỳ. Thay dầu phanh sau 2 năm sử dụng. Hệ thống phanh có vai trò rất quan trọng để đảm bảo việc vận hành xe an toàn. Dù là xe ô tô mới hay xe cũ thì chúng ta luôn phải quan tâm và kiểm tra hệ thống phanh định kỳ để đảm bảo rằng phanh không quá mòn. Hệ thống phanh bao gồm đĩa phanh, má phanh, chống phanh, quốc phanh. Phanh xe ô tô luôn là bộ phận hoạt động vất vả, đặc biệt là trong tình trạng đường xá đông đúc ở các đô thị hiện nay. Ngoài ra, việc thay dầu phanh cũng cần thiết phải làm. Trong cách bảo dưỡng xe ô tô mới, chủ xe cần kiểm tra và thay dầu phanh sau 2 năm sử dụng. Thay dầu hộp số sau 50.000 km. Hệ thống chuyển lực bao gồm dầu hộp số thường, dầu hộp số tự động, dầu hộp số V-Sai. Trong cách bảo dưỡng xe ô tô mới, chúng ta cũng cần nhớ thay dầu hộp số sau 50.000 km. Hộp số xe hơi có cấu trúc phức tạp và các hãng xe có những quy định về loại dầu hộp số riêng. Chúng ta cần phải thay đúng loại dầu thích hợp mà hãng xe đã quy định hoặc sử dụng một loại dầu cao cấp hơn nhưng vẫn phù hợp với xe. Kiểm tra không gian buồng máy. Khi bảo dưỡng ô tô định kỳ và cách bảo dưỡng xe ô tô mới, chủ xe cần chú ý quan tâm tới thùng máy và các chi tiết bên trong buồng máy. Rất có thể các vật cứng rơi vào bên phía trong buồng máy có thể khiến động cơ xe ô tô gặp tổn hại. Do vậy, trước khi khởi động xe, chủ xe nên dành chút thời gian kiểm tra bên trong buồng máy. Vệ sinh hệ thống làm mát 3 năm một lần. Hệ thống làm mát cần được kiểm tra và được vệ sinh theo khuyến cáo sau mỗi 2 đến 3 năm. Sau thời gian này, hệ thống làm mát sẽ thải ra một chất độc hại và có thể ăn mòn các ống dẫn xả. Vì vậy, cần phải vệ sinh để bảo vệ bình điện cũng như nâng cao hiệu năng của hệ thống làm mát trong xe. Ngoài ra, các bạn cũng cần chú ý đến các hạng mục khi thực hiện cách bảo dưỡng xe ô tô mới. Hệ thống lái áp suất lốp, hệ thống điện ắc quy buji, hệ thống gạt mưa, cần gạt mưa, sửa kính, hệ thống chiếu sáng và đèn, ánh sáng, phần khác cần bảo dưỡng như gầm xe. Dù là xe mới hay xe cũ thì sau một thời gian sử dụng sẽ có sự hao mòn và cần được chăm sóc bảo dưỡng. Với những chiếc xe mới, bạn hãy kiểm tra theo cách bảo dưỡng xe ô tô mới như DiPro đã trình bày ở trên để đảm bảo xe luôn trong tình trạng an toàn, ổn định và kéo dài tuổi thọ của xe. DiPro Việt Nam là địa chỉ chăm sóc xe ô tô uy tín chuyên nghiệp hàng đầu. Đối với dịch vụ thay dầu máy ô tô, DiPro cung cấp dịch vụ thay dầu máy ô tô chính hãng, chế độ bảo hành cùng cam kết về chất lượng dịch vụ luôn được đảm bảo. Và nếu như bạn cần tư vấn về vấn đề chăm sóc
và bảo dưỡng xe, hãy để lại câu hỏi bên dưới video, Dipro sẽ trực tiếp tư vấn đến bạn. Đừng quên ấn like, kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe Dipro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc xe và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.